Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với sàn giao dịch Bybit. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái phiên Laobas mới, phiên Laobas đầu tiên trên nền tảng Laobas 3.0 của Bybit, một cái phiên bản Laobas được Bybit cập nhật mới nhất gần đây. Và phiên bản Laobas 3.0 này nó có khác biệt gì so với phiên bản trước thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Về cái dự án đầu tiên được Laobas ở trên cái nền tảng này, đó chính là dự án Castry với đồng token là CTT ha. Sự kiện bắt đầu khởi chạy từ 10 giờ ngày 30 tháng 8 ha, và hiện tại các bạn lên trang Laobas của Bybit đó, chúng ta cũng có thể thấy được cái sự kiện này. Tuy nhiên thì ngày 1 tháng 9 không giờ ngày 1 tháng 9 ha, nó mới bắt đầu khởi chạy. Đó thì trước tiên chúng ta có thể xem qua và tham khảo các cái tính năng cũng như là cơ chế của nó ha. Về thông tin của phiên Laobas lần này, đó chính là đồng token CTT thì sẽ được mở bán với giá là 0.0033 USDT trên một token. Và số lượng token được phân bổ trong phiên Laobas này sẽ là 45,5 triệu token ha. Được chia đôi ra làm hai pool là pool MNT và pool sổ số USDT ha. Về thông tin chi tiết của dự án Castry thì các bạn có thể truy cập vào wallpaper hoặc là trang website chính của dự án. Nói về dự án Castry thì đây là một cái dự án về ứng dụng kiếm tiền ha, giúp cho chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được tiền. Đó thì các bạn có thể nghiên cứu thêm ở trong phần website chính hoặc là trong phần wallpaper. Cùng với phiên Laobas sẽ là một chuỗi các sự kiện nhỏ để cho chúng ta có thể tham gia thêm, như là sự kiện làm bài kiểm tra trả lời quiz để có thể chia sẻ 42.500 NMT. Thứ hai là stake CCT và kiếm tới 99% APR. Sự kiện thứ ba là trở thành VIP và chia sẻ tổng giải thưởng 300.000 CTT. Thứ tư là gửi tiền mua tiền điện tử để chia sẻ 300.000 CTT và 1.000 USDT. Và cuối cùng đó là sự kiện rút thăm may mắn. Đó thì trong phiên Laobas lần này sẽ có bao gồm 5 cái sự kiện nhỏ để cho chúng ta có thể tham gia và nhận được thêm phần thưởng ha. Rồi, nói về phiên bản Laobas 3.0 này thì nó sẽ tương tự như cái phiên bản Laobas trước, tuy nhiên thì nó sẽ có đôi chút khác biệt. Đó chính là giờ đây thì sàn Bybit sẽ không sử dụng cái đồng BitDao, những cái phiên Laobas trước thì cũng không sử dụng đồng BitDao rồi ha, mà sử dụng đồng MNT. Đó thì hai đồng này nó cũng liên hệ với nhau bởi vì là đồng MNT cũng được phát triển bởi BitDao và nó cũng liên hệ trực tiếp với cái sàn Bybit này. Và hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng đồng MNT để cam kết và nhận chắc suất ha. Còn ngoài ra nếu mà các bạn không sử dụng đồng MNT để cam kết thì chúng ta có thể sử dụng USDT, và sử dụng USDT thì chúng ta sẽ nhận được những cái vé sổ số. Đó thì cơ chế nó cũng tương tự như cái cơ chế của cái phiên Laobas trước. Điểm khác biệt ở đây là nếu các bạn lựa chọn cam kết bằng USDT để nhận được vé sổ số thì chúng ta sẽ cần phải trade thêm cái khối lượng giao dịch ha, tối thiểu là 50 USDT. Về cái khối lượng giao dịch này thì nó cũng sẽ có nhiều mốc khác nhau. Đầu tiên tối thiểu là 50 USDT thì các bạn sẽ nhận được một cái vé sổ số ha, và cao nhất là 1.200 USDT thì các bạn sẽ nhận được 4 cái vé sổ số đối với tài khoản cũ và 5 vé sổ số đối với tài khoản mới. Tài khoản mới ở đây là những người dùng mới đăng ký Bybit ha. Về cách tính khối lượng giao dịch thì sẽ bao gồm cả mua và bán, nên là để đạt được cái khối lượng này thì cũng khá là dễ, và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nhận được nhiều vé sổ số hơn, tăng cái cơ hội trúng thưởng. Và khối lượng giao dịch này sẽ được tính theo trung bình hàng ngày và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Về thời gian diễn ra sự kiện này thì sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 ha. Nó sẽ bắt đầu tiến hành cái thời gian chụp nhanh, và cái cơ chế chụp nhanh nó vẫn sẽ giữ nguyên, nó sẽ chụp mỗi ngày, tức là 5 ngày. Và chia trung bình ra, nếu mà các bạn đủ cái khối lượng giao dịch tối thiểu là 50 USDT đó thì chúng ta sẽ nhận được một cái vé quay thưởng sổ số ha. Còn nếu là chúng ta muốn có nhiều vé hơn thì chúng ta sẽ chơi cái khối lượng cao hơn, từ 200, 400, 1.200 là cao nhất. Nghĩ sao chúng ta chơi trong 5 ngày và chia ra được 1.200 USDT khối lượng giao dịch thì các bạn sẽ nhận được là 4 vé đối với tài khoản cũ và 5 vé đối với cái tài khoản đăng ký mới ha. Đó thì ở phiên bản 3.0 này nó chỉ khác biệt là có thêm cái khối lượng giao dịch thôi, còn các cái cơ chế còn lại nó vẫn sẽ giống nhau. Và dành cho những anh em người mới mới tiếp cận cái chương trình Laobas này á, thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn ha. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ lựa chọn cam kết đồng MNT tối thiểu là 50 đồng để có thể nhận được chắc suất phân bổ đồng token trong Laobas. Thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn cam kết bằng USDT tối thiểu là 100 USDT, cùng với đó là cái khối lượng giao dịch 50 USDT ha. Và cùng với đó là cơ chế snapshot chụp nhanh tài khoản của các bạn trong thời gian diễn ra sự kiện, tức là 5 ngày. Nếu chia trung bình ra đủ 100 USDT đã hold và đủ cái khối lượng giao dịch tối thiểu là 50 USDT thì chúng ta sẽ được một vé. Càng nhiều cái khối lượng giao dịch thì chúng ta sẽ có thể nhận được càng nhiều vé ha. Còn cái đồng USDT để hold thì chúng ta chỉ cần là hold 100 USDT thôi. Ở đây các bạn nhấn vào cái phần là nhận thêm vé nè, nó sẽ có các cái mốc, nếu mà các bạn chơi đủ thì các bạn sẽ được nhận thêm vé. Rồi, đối với lựa chọn cam kết bằng đồng MNT thì chúng ta sẽ nhận chắc suất được phân bổ đồng token CCT trong phiên Laobas này, và tối đa chúng ta được phân bổ ở mỗi tài khoản là 100.000 đồng token ha. Đó thì mỗi tài khoản chúng ta sẽ có cái giới hạn, và cái mức dư còn lại thì sẽ dành cho những cái người sau chưa đủ cái giới hạn ha. Về cái phần cam kết USDT thì mỗi vé các bạn trúng được á
chúng ta sẽ nhận được là 2.275 CCT nếu mà các bạn trúng cái vé xổ số. Những cái vé này nó sẽ quay thưởng, và nếu các bạn trúng những cái số đó đó thì chúng ta sẽ nhận được cái phân bổ, còn nếu mà không trúng thì thôi ha. Nên là cái khối lượng giao dịch này nó sẽ giúp cho chúng ta được nhiều vé và tăng cái khả năng trúng thưởng. Còn đối với cam kết bằng MNT thì cam kết càng nhiều các bạn sẽ được phân bổ càng nhiều, và giới hạn ở mỗi cái tài khoản là 100.000 token CTT. Rồi về snapshot chụp nhanh tài khoản thì Bybit sẽ chụp các cái tài khoản của các bạn, bao gồm đó là tài khoản funding và tài khoản spot ha. Đó thì anh em mà chúng ta hold mà tham gia sự kiện đó thì các bạn nên là để vào hai cái tài khoản này, chuyển tiền sang hai cái tài khoản này. Còn với tài khoản future thì sẽ được tính ở cái số dư trên ví ha, không tính cái số dư mà các bạn đã đặt lệnh. Còn về chụp nhanh khối lượng giao dịch thì sẽ được tính ở trên thị trường giao ngay, thị trường spot ha, hoặc là sao chép giao dịch ở trên thị trường spot luôn. Nên nếu các bạn có trade để tăng khối lượng giao dịch đó thì chúng ta nên giao dịch ở trên các thị trường spot là chủ yếu. Và ảnh chụp nhanh số lượng token mà các bạn chọn cam kết nắm giữ đó cộng với cái khối lượng giao dịch sẽ được cập nhật vào 3 giờ sáng giờ UTC ngày hôm sau ha. Anh em mà tham gia Laobus này thì nên tham gia những cái ngày đầu tiên ha, để chia trung bình cho năm ra nó dễ thở hơn. Còn đối với anh em mà tham gia trễ quá, trễ 2-3 ngày gì đó thì chúng ta cần phải tăng cái khối lượng lên để chia đều cho năm, nó đủ cái điều kiện của chương trình ha. Rồi về thời gian của sự kiện thì chúng ta sẽ có 4 mốc, bắt đầu từ 0 giờ UTC ngày 1 tháng 9 sẽ bắt đầu cái khoảng thời gian chụp nhanh ha, và sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày đến ngày 5 tháng 9 3 giờ 30 giờ UTC. Thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái nút đó là cam kết ngay ở hai cái mục này, để các bạn có thể lựa chọn là cam kết MNT hoặc là USDT. Mốc thời gian thứ ba đó là thời kỳ phân phối thì sẽ bắt đầu từ 11 giờ UTC ngày 5 tháng 9. Và cuối cùng đó là kết quả phân bổ thì sẽ phân bổ đồng token CCT cho các bạn vào 12 giờ UTC ngày 5 tháng 9. Và để tham gia Laobus thì tài khoản Bybit của các bạn phải được KYC LIP 1. Token mà các bạn đã cam kết thì sẽ bị khóa trong thời gian diễn ra sự kiện ha. Và hết thời gian sự kiện thì chúng ta có thể sử dụng và rút bình thường. Và đến thời gian phân bổ thì lượng token các bạn đã cam kết đó sẽ được khấu trừ, và số dư còn lại thì sẽ được trả vào cái tài khoản spot của các bạn. Về cái khoản khấu trừ này á, thì tối đa đối với cam kết bằng MNT thì các bạn sẽ có thể cam kết là 330 đô đồng MNT ha. Dựa theo cái giá Laobus ở đây thì sẽ là 100.000 token đó, giới hạn ở mỗi tài khoản. Còn đối với sổ số USDT, nếu như mà trúng thưởng thì mỗi vé các bạn trúng sẽ khấu trừ là 7.5 USDT tương ứng với 2.275 token CTT ha. Và sẽ khấu trừ vào 100 USDT mà các bạn đã cam kết đó, số dư còn lại thì sẽ được trả vào ví spot. Và cuối cùng đồng CTT thì sẽ được phân bổ vào cái tài khoản spot của các bạn, tài khoản giao ngay ha. Và đến 12 giờ trưa 5 tháng 9 thì Bybit sẽ list cái đồng token này với cặp giao dịch là CTT trên USDT để chúng ta có thể bán. Rồi vậy thì tổng hợp lại với cái phiên bản Laobus 3.0 này á, chúng ta sẽ có thêm cái điều kiện đó là trade khối lượng giao dịch ha. Các cơ chế còn lại thì vẫn sẽ được giữ nguyên, gồm cơ chế snapshot hay là cơ chế cam kết token. Anh em có tham gia thì chú ý vào các cái mốc thời gian ở 4 giai đoạn ha, và nên tham gia sớm để thời gian chụp nhanh, chia trung bình hàng ngày dễ thở hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến các cái sự kiện nhỏ được diễn ra trong phiên Laobus này. Đầu tiên đó chính là sự kiện làm bài kiểm tra trả lời câu hỏi chia sẻ 42.500 token MNT. Về thời gian sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 30 tháng 8. Về điều kiện tham gia thì tài khoản các bạn sẽ cần phải KYC LIP 1 ha, và tiến hành trả lời một cái bài quiz. Các bạn nhấn vào nút lấy bài kiểm tra trong trang sự kiện thì nó sẽ chuyển cho các bạn tới cái phần trả lời quiz ha. Chúng ta sẽ hoàn thành 8 câu hỏi. Và để thuận tiện nhanh chóng trong phần này thì kênh CCA cũng đã chuẩn bị phần câu hỏi cho các bạn rồi ha. Các bạn có thể join vào group CCA hoặc là dừng màn hình lại để xem ha. Rồi sự kiện thứ hai là sự kiện Stack CTT và kiếm tới 99% ABR lợi nhuận. Thời gian sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 5 tháng 9 giờ UTC và kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 12 tháng 9 UTC. Đây sẽ là một cái sự kiện để giúp cho chúng ta có thể stake được cái đồng token mới đó, đồng CTT của dự án Castry, với cái số lượng tối đa là 75.000 token. Và khi tham gia stake thì chúng ta sẽ nhận được cái lợi nhuận là lên đến 99% ha. Các bạn có thể nhấn vào phần là đặt cược ngay hoặc là stake ngay nè. Thì nó sẽ chuyển cho các bạn tới cái phần là tạo thu nhập thụ động phần earn ở trên Bybit đó, thì chúng ta sẽ tham gia. Và tới thời gian 5 tháng 9 bắt đầu sự kiện đó thì nó sẽ có cái pool CCT để cho chúng ta có thể stake vào ha. Thứ ba là chúng ta có sự kiện trở thành VIP và chia sẻ tổng giải thưởng 300.000 token CTT. Thời gian diễn ra sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8 và kết thúc vào 11:59 ngày 5 tháng 9 giờ UTC. Về sự kiện này thì sẽ dành cho thành viên VIP của Bybit ha. Với việc là nâng cấp lên ít nhất là VIP 1 á, thì các bạn sẽ có thể chia sẻ chung cái pool thưởng là 300.000 token này. Ở cái phần này thì mình không có nói nhiều quá, bởi vì cái sự kiện này nó cũng không dành cho nhiều người. Rồi, sự kiện thứ tư thì sẽ là sự kiện gửi tiền mua, tiền điện tử để chia sẻ 300.000 CTT và 1.000 USDT ha.
Và sự kiện này sẽ bao gồm hai đặc quyền, đó là phần thưởng người dùng mới, tổng giải thưởng sẽ là 300.000 token CTT. Thời gian sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8 và kết thúc vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 9. Về cách thức tham gia thì chúng ta sẽ tham gia gửi tiền ở trên Bybit ha và tích lũy ít nhất là 100 USDT. Về cách thức tham gia thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng gửi tiền ở trong Bybit đó và gửi ít nhất là 100 USDT trong vòng 7 ngày của thời gian diễn ra sự kiện ha để nhận là 1.000 token CTT. Thứ hai là tham gia thành công sự kiện Launchpad trên để nhận thêm 1.000 CTT ha. Và phần thưởng này thì sẽ được giới hạn và phân phối trên cơ sở là FCFS, ai đến trước thì sẽ được nhận trước. Về phương thức gửi tiền hợp lệ bao gồm đó là mua bằng số dư tiền mặt hoặc là thanh toán bằng thẻ. Thứ hai là chúng ta mua bằng USDT qua B2B. Thứ ba là gửi USDT qua chuyển khoản ngân hàng. Và thứ tư là gửi tiền điện tử. Đó thì những cái tính năng này nếu mà thắc mắc thì các bạn có thể nhắm vào những cái đường link này để tìm hiểu thêm ha. Đặc quyền thứ hai trong sự kiện đó là tất cả người dùng sẽ cùng nhau chia sẻ cái bôn thưởng là 1.000 USDT. Về thời gian diễn ra sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 5 tháng 9 và sẽ kết thúc vào 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9 giờ UTC. Và điều kiện tham gia đó là phải mua ít nhất 300 token CTT qua B2B, thẻ ngân hàng hoặc là số dư tiền mặt ha. Và chúng ta có thể kiếm được là 10 USDT mỗi lần. Ngoài ra, nếu tham gia thì các bạn nên lưu ý một số điều khoản điều kiện, đó chính là tài khoản Bybit của các bạn phải được xác minh KYC Lip 1. Thứ hai là tài khoản phụ thì không đủ điều kiện ha, chúng ta nên tham gia tài khoản chính. Thứ ba là phần thưởng chỉ có thể nhận được một lần, ngay cả khi gửi tiền nhiều lần ha. Thứ tư thì phần thưởng các bạn nhận được sẽ được phân phối vào cái tài khoản Spot và trong vòng 30 ngày sau khi sự kiện kết thúc. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái sự kiện cuối cùng, đó là sự kiện rút thăm may mắn ha. Và sự kiện này thì sẽ được dành riêng cho tài khoản người dùng mới. Nếu như anh em là chúng ta chưa có tài khoản đó thì có thể đăng ký qua đường link của CCA, mình sẽ để trong phần mô tả ha. Và sự kiện này thì người dùng mới khi tham gia chúng ta sẽ chia sẻ được cái bôn thưởng là 500.000 token CTT. Khi các bạn nhấn vào phần tìm hiểu thêm đó thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái trang sự kiện này. Đó thì nếu như chúng ta là tài khoản người dùng mới đăng ký mới KYC thì các bạn sẽ có thể nhận được vé rút thăm may mắn để có thể quay được những cái giải thưởng như ở trên màn hình. Để nhận được vé thì chúng ta sẽ cần phải hoàn thành các cái task nhiệm vụ như ở trên đây, như là gửi tiền lần đầu tối thiểu là $1 nè, hoặc là trade với cái khối lượng giao dịch tối thiểu là $1,000. Đó thì sau khi hoàn thành những cái task này chúng ta sẽ nhận được thêm những cái lượt quay để kiếm các cái phần thưởng ở trên đây. Đó thì như trên là tất cả thông tin, cách thức tham gia cũng như là điều kiện của cái sự kiện lần này. Một cái phiên bản update Launchpad mới là phiên bản 3.0 và cái dự án Launchpad đầu tiên đó là dự án Castry với đồng token CTT ha. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì có thể vào đọc bài viết của sự kiện hoặc là để lại comment ở phía dưới video. Tất cả đường link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ha. Và video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Nếu cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.